Thưa quý khán giả, cầu Trần Hoàng Na là công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Đến nay, tiến độ thi công đã hoàn thành khoảng gần 65% khối lượng, giá trị thực hiện ước đạt hơn 473 trong số 791 tỷ đồng giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư đang tập trung thi công phần cầu dẫn phía bờ Ninh Kiều và Cái Răng. Riêng phần giòn thép đã nhận thép về nhà máy khoảng 60% khối lượng và đang thi công kết cấu thép và kim loại. Sơn kết cấu thép và đang triển khai lắp đặt dựng dầm dòm thép. Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ dài 586,9 m nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A với các đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe và ùn tắc giao thông cho các tuyến đường chính thành phố. Cầu được khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.